Tại Nga, các công trình chiếu sáng đón năm mới đã được trang hoàng lộng lẫy trên các tuyến phố trung tâm của thủ đô Moscow, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Tại Quảng trường Đỏ, một gian hàng từ thiện được dựng lên để người dân tới quyên góp. Đến với công viên Gorky, nhiều người có thể tranh thủ ghé vào một studio ở đây để ghi lại các thông điệp bằng video chúc mừng năm mới gửi tới các quân nhân. Tên tôi là Nikita, tôi là tình nguyện viên tại Trung tâm Quốc gia giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Nhân đây, tôi cũng muốn bày tỏ sự sẻ chia với những người lính đang làm vụ. Nước Nga hiện đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất, trong đó Moscow là nơi lạnh nhất. Vậy nên, nếu có dự định đến thăm Moscow vào đêm giao thừa, thì bạn nên mang theo mình chiếc áo khoác ấm nhất. Trong khi đó, ngoài không gian, các phi hành gia người Nga trên trạm vũ trụ quốc tế cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động đón năm mới ở nơi cách xa trái đất. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã phát hành một video ghi lại cảnh các phi hành gia Sergei Prokopyev, Anna Kikina và Dmitry Petelin trang trí trạm vũ trụ. Chúng tôi, các nhà du hành vũ trụ của Roscosmos, Sergei Prokopyev, Anna Kikina và Dmitry Petelin, xin chào các bạn từ trên trạm vũ trụ quốc tế theo chủ đề năm mới. Cũng giống như ở nhà, chúng tôi có truyền thống dựng và trang trí cây năm mới. Chúng tôi trang trí trạm vũ trụ để đón năm mới. Hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm điều đó trong môi trường không trọng lực. Hoạt động chuẩn bị và đón chào năm mới ở mỗi nước một khác. Nhưng có lẽ trong những thời khắc cuối cùng của năm 2022, nhìn lại một chuỗi biến động, mong ước về một thế giới hòa bình ổn định lớn hơn bao giờ hết. Tôi quyết tâm hơn bao giờ hết để biến năm 2023 trở thành một năm vì hòa bình, một năm hành động. Tôi thực sự hy vọng rằng vào năm 2023, chúng ta sẽ có thể đạt được hòa bình. Tôi ước thế giới không còn chiến tranh và tôi cầu chúc sức khỏe cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ loại virus nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Mọi người đều tiến về phía trước. Đây là điều quan trọng nhất. Hoặc đơn giản, chỉ là mong ước đoàn tụ sum vầy với gia đình. Ở Scotland, năm mới rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, luôn có những lễ kỷ niệm lớn. Chúng tôi sẽ đi thăm hàng xóm. Chúng tôi gọi đó là sông đất đầu năm và nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, đặc biệt là ở Edinburgh với những màn pháo hoa ngoạn mục. Chúng tôi sẽ quay trở lại Phần Lan vào dịp năm mới. Nước tôi có phong tục nấu chảy thiếc, sau đó cố gắng đọc tương lai từ nó trông như thế nào. Dù buồn vui ra sao, trước thềm năm mới, ai ai cũng mong muốn để lại những ký ức cũ để tiến về phía trước với những kỳ vọng tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng mình có thể tiến về phía trước với lòng biết ơn. Chỉ với thái độ này, tôi sẽ nhận ra rằng tôi may mắn với những gì mình có. Hãy giữ sự kết nối này với mọi người. Vào năm 2023, em muốn hoàn thành xuất sắc chương trình đại học của mình và có một thành quả thực sự tuyệt vời. Em cũng muốn tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè và có một năm thực sự hạnh phúc.